Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét 16 tháng 5 năm 1974, 16 tháng 5 năm 2024. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn phần nói về quá trình đánh căn cứ cứ điểm Đắc Pét năm 1974. Tháng 3 năm 1974, điện khẩn của tiểu đoàn 88 gửi về. Thiếu tá Di, tiểu đoàn trưởng và sĩ quan tham mưu báo cáo cho biết các toán viễn thám của tiểu đoàn phát hiện sự gia tăng hoạt động của bộ đội Bắc Việt, xe vận tải Molotov, công binh, dân công làm đường. CS đang chuẩn bị tấn công căn cứ chúng tôi. Stop. Yêu cầu bộ chỉ huy khẩn gửi gấp lương thực, đạn dược, min Claymore, súng phóng hỏa tiễn M72, thuốc men. Stop. Đó là những lời cầu cứu của các quân nhân thuộc tiểu đoàn 88 biệt động quân tại căn cứ Đắc Pét. Các công điện gửi về liên tục tại trung tâm hành quân liên đoàn biệt động quân 22. Mọi người đều lo lắng cho số phận của căn cứ Đắc Pét. Yêu cầu bộ chỉ huy biệt động quân tại quân khu 2 yểm trợ cho tiểu đoàn 88. Trong khi đó, liên đoàn 22 nhận lệnh di chuyển đến vùng hành quân mới tại Pleilang 3 thuộc thị xã Pleiku. Trong một cuộc chạm súng gần căn cứ vào ngày 27 tháng 4 năm 1974, các binh sĩ biệt động quân tịch thu một tài liệu cho biết bộ đội Bắc Việt đang chuẩn bị cho một trận đánh dứt điểm căn cứ Đắc Pét. Đầu tháng 5, toán viễn thám biệt động quân khám phá một hầm chứa 60 viên đạn pháo 105 ly tịch thu được của bộ đội ta trong chiến trận mùa hè đỏ lửa. Tuy nhiên, một điều mà biệt động quân không biết là trung đoàn 29 thuộc sư đoàn 324B CS đã được di chuyển bằng xe vận tải Molotov từ thung lũng A Sầu, tỉnh Thừa Thiên về vùng Tam Biên. Thiếu tá Di, sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 88 biệt động quân, có giữ một bức thư mật chỉ mở ra khi trường hợp căn cứ Đắc Pét bị tràn ngập. Ông sẽ hướng dẫn các binh sĩ sống sót băng rừng vượt núi chạy về Măng Bút, Con Plông, một tiền đồn cách Đắc Pét vào khoảng 60 cây số về hướng đông nam. Nhưng có lẽ thiếu tá Di không có dịp mở bức mật thư đó ra để thi hành. Đến sáng ngày 16, sau khi tập trung đạn pháo bắn vào các vị trí còn lại của biệt động quân, các cánh quân thuộc trung đoàn 29 CS có chiến xa T-54 yểm trợ đã siết chặt vòng vây tiến vào căn cứ. Tất cả lô cốt, công sự phòng thủ trong căn cứ Đắc Pét đều bị đánh sập dưới trận mưa pháo của bộ đội Bắc Việt. Lúc đó, thiếu tá Di vẫn còn liên lạc với các phi cơ yểm trợ. Trong trận này, không quân đã bay hơn 70 phi vụ yểm trợ cho tiểu đoàn 88 biệt động quân. Nhưng vì thời tiết xấu và hỏa lực phòng không của họ quá mạnh mẽ, nên các phi vụ oanh kích đã kém nhiều hiệu quả. Đến trưa, tiếng nói của thiếu tá Di trên máy vô tuyến PRC-25 đã im lặng dưới hỏa lực của bộ đội Bắc Việt. Họ đã bắn vào căn cứ hơn 7.000 quả đạn pháo và hỏa tiễn trong vòng 12 tiếng đồng hồ trước khi tiểu đoàn 88 biệt động quân và căn cứ Đắc Pét thất thủ. Sau trận đánh căn cứ Đắc Pét, tháng 5 năm 1974, báo cáo tổn thất về tiểu đoàn 88 biệt động quân là 100%. Trong chương trình thời sự lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về quá trình đánh căn cứ cứ điểm Đắc Pét năm 1974. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.